tốt với chúng tôi này. Vào đây, vào đây. Ủa nó chết rồi kìa. Nó chết rồi nhé bạn. Hello anh em. Chào mừng anh em đến với Mi Gameplay. Và ngày hôm nay tôi sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới ở trong cái tựa game Lock Fruit anh em ạ. Và tất nhiên là đây là lần đầu tiên tôi chơi con game này rồi. Nên là để cho cuộc hành trình của tôi nó suôn sẻ thì anh em để lại cho tôi một like, một share cũng như một đăng ký kênh anh em nhá. Giờ thì tôi sẽ nhận cái nhiệm vụ đầu tiên. Nó bắt tôi là phải đi đánh 5 tên cướp à? Ok, bandit. Nhưng mà đánh kiểu gì nhỉ? Sao tôi nhấp chuột không được nhỉ? Đánh sao? Sao để đánh? Tôi nhấp chuột không được anh em ạ. Ây da, nó đấm tôi cũng không đau lắm. Đây rồi, trời ơi. Tôi phải ấn vào cái số 1 để bật cái võ tân binh lên. Trời. Ôi tôi đấm nó văng cả xuống nước anh em ạ. À tôi bơi được luôn này. Ghép thế giới mở kinh phết. Tôi sẽ mua một cây kiếm để khởi đầu cái cuộc đại hải trình của tôi. Và tất nhiên là hải tặc thì phải mua đao hải tặc rồi. Mày. Trời ơi kiếm mới mạnh lắm anh em. Bây giờ tôi sẽ đi qua cái hòn đảo mới và tôi thấy cái hòn đảo mà tôi cần phải đến rồi. Hòn đảo này nhiều cây quá. À, nhiệm vụ anh em ạ. Khỉ, khỉ đột và vua khỉ đột, vãi trưởng. Vua khỉ đột luôn. Cấp yêu cầu 20, tiêu diệt vua khỉ đột. Bạn cần phải đặt cấp 20 à, nó không cho mình nhận rồi. Khỉ thì sao? Ôi phải cấp 10 anh em ạ, vậy tôi phải đi cày cuốc một chút xíu rồi tôi mới quay lại đây được. Đây đúng không? Con khỉ đúng không? Ôi con này cũng tầm thường thôi. Tôi nghĩ đánh xong con này tôi lên level 10 là tôi có thể nhận được nhiệm vụ rồi đấy. Quay gì? Đấy, xong ngay. Rồi, tiêu diệt 6 con khỉ anh em ạ. Cái lũ khỉ đó nó mạnh vãi trường. Vãi cả cứt. Ê có người anh em ơi. Ai đây? Sasuke Uchiha. Bạn ơi. Tôi phải làm quen với mọi người trong này anh em ạ. Tôi phải đi bú. Sao nó không trả lời tôi nhỉ? Hay là nó không hiểu mình nói gì ta? Lại phan. Bạn ơi. Chắc là tôi phải dùng ngôn ngữ khác để nói chuyện với thằng này rồi anh em ạ. Sasuke ơi. Đấy, gọi đích danh tên nó luôn. Xem nó trả lời không. Cái đích nào Sasuke lạc vào trong được cái thế giới này nhỉ. Đáng lẽ giờ Sasuke nó phải ở làng lá chứ đúng không. Cho tôi ít tiền được không. Ủa vãi trưởng. Sasuke nó có chiêu gì đây. Mộc độn à. Ôi thằng này nó không hiểu mình nói gì rồi anh em ạ. Chắc là phải dùng ngôn ngữ làng lá rồi. Sasuke này. Đúng là thằng Rondo làng lá. Nào thôi tôi lại quay lại farm thôi anh em ạ. Nhưng mà sao cái tụi khỉ này nó mạnh thế. Dạ. Rồi nữa. Cố lên. Trời ơi. Còn ai còn nữa thôi. Tôi sẽ đập max chỉ số vào sử dụng kiếm anh em ạ. Tôi sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất tại đại hải trình. Meanwhile. Đấm nữa. Mẹ nhìn mặt ngu mà đấm kinh thế. Đây là con vua khỉ anh em. Bứt phá. Cứ đứng spam như vậy thôi thì kiểu gì nó chả chết. Ai. Ôi thôi xong rồi. Nice. Hên quá nó vẫn lưu lại cái mức máu vừa nãy anh em ạ. Tôi tưởng là tôi chết xong nó hồi lại máu thì chết dở. Nhưng mà hên là nó bị ngu. Rồi thôi xong rồi rồi. Tôi sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất tại đại hải trình. Lại bị dính cái chiêu này. Hello.
Ê, cái thằng vàng đi ra nhá, tao đánh gần xong rồi. Đừng có vào đây mà hôi. Hôi với chúng tôi này hay quá. Thằng vàng là tính hôi của tôi anh em ạ. À, tôi phát hiện có người Việt Nam này anh em. Bạn là bạn Minh Trí à, đúng không? Bạn Minh Trí. Chào Minh Trí. Tôi sẽ phải đi tạo dựng mối quan hệ ở trong cái thế giới này anh em ạ. Nào, chào lại đi. Phép lịch sự tối thiểu chào lại nhau cái. À, có gì không? Bạn lấy 3 cây kiếm ở đâu vậy? Ông này ông ấy cầm 3 thanh kiếm giống Zoro vãi trưởng anh em ạ. Băng giá, what the fuck? Dẫn mình đi được không? Bây giờ tôi phải bật chế độ năn nỉ. Chứ tôi nghĩ là tôi cứ farm như thế này mãi thì cũng không mạnh hơn đâu anh em ạ. Ê bạn này, được này, đi thôi Chí ơi. Đi thôi nhưng mà mua tới 60.000, ôi dồi ôi. Mình giàu lắm, không cần phải lo. Ok thằng trắng nhá, thằng Sanji nhá. Ui, thần thủ bạn Minh Chí này kinh thế anh em ạ. Cao thủ võ lâm đấy. Không đùa đâu. Lại cái thằng trắng này nữa. Nó đánh tôi em ạ. Đau vãi trưởng. Cửa hó này. Tôi không đánh được nó. Nó nhanh vãi. Ui dồi ôi, hình như nó đập bạn Minh Chí chịu không nổi luôn. Thôi xong, Minh Chí đi rồi em ạ. Bạn ơi, sao bạn đánh mình gì? Bạn nói cái gì mà xà lơ vậy? Sao bạn đánh mình dĩ? Nãy nó đánh mình vãi cả trưởng, đập lún hết cả đầu rồi. Xong giờ nó còn kêu nó không đánh. Ơ thằng trắng này nó cho tôi lên thuyền này anh em. Thuyền nó to vãi trưởng anh em ạ. Tôi giúp bạn farm. Ờ. Hay quá. Mình yêu bạn nhiều. Rồi mày phải thể hiện tình cảm ra ngay. Bú gấp anh em ạ. Một phát lên nên level cao à. Tôi đánh yếu xong bạn ăn. Ờ. Hay quá nhở. Được không? Ờ được thật anh em ạ. Ôi. Vậy thì chả mấy chốc tôi phá đảo con game này mất. Hay quá bạn Sanji ơi. Mẹ. Cái con này nó chém một phát một đuôi đi rồi anh em ạ. Nữa. Nào. À. Bạn biết Mi Game không? Đất quan tâm luôn. Nó đánh boss nó không quan tâm mình nói gì luôn. Quyết. Đâm nó đi, đây đang vào đây. Ây, con boss bãi trưởng. Này boss. Ai. Cứ một hit là tôi đi rồi. Nên tôi phải cẩn thận. Nào. Nhờn với tao à boss. What the fuck cái gì đây? Nữa, mẹ con boss nó đánh rắm phát mình chết luôn anh em ạ. Boss với chúng tôi này. Vào đây, vào đây. Ủa nó chết rồi kìa. Nó chết rồi anh em ạ. Cảm ơn bạn nha. Bây giờ mình sẽ phải chap. Mình sẽ phải chap bạn Sanji, nghe nói là Sanji rất là mê gái anh em. Mình sẽ phải giả bộ là mình đi học múa. Giờ mình đi học múa rồi là chỉ có con gái mới học múa thôi anh em ạ. Mà nó không quan tâm ta. Mình đi học múa nha, mình phải gợi lại. Úi dồi ôi, thằng Sanji này mẫn cảm với gái rồi. Ok, và đó là toàn bộ nội dung của Mi Gameplay ngày hôm nay anh em ạ.
tôi vẫn sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình của mình tại Đại Hải Trình trong Blockfruit. Nhưng mà nếu như mà được anh em ủng hộ thì chắc chắn là cái hành trình của tôi nó còn sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều. Nên là đừng có tiếc với nhau một cái nút like cũng như một nút chia sẻ anh em nhé. Anh em muốn Mi Gameplay chơi thêm những tựa game nào thì có thể để lại ở phía dưới phần bình luận giúp tôi. Đừng quên ấn vào cái nút đăng ký cho kênh Mi Gameplay luôn anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. See ya.